Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu công cụ vẽ nét tự do trong phần mềm MyDot Illustrator CS6. Công cụ mà ngày hôm nay được giới thiệu đó chính là công cụ Pen Tool. Đây là công cụ có tính năng để vẽ các nét tự do, là những nét không có sẵn trong nhóm công cụ Line Segment Tool và Rectangle Tool. Chúng ta có thể sử dụng công cụ Pen Tool để vẽ thành những loại nét cơ bản khác nhau. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên, để vẽ nét thẳng. Nét thẳng chính là nét có hai điểm neo góc nằm tại hai đầu mút. Để vẽ nét thẳng cần chọn Pen Tool, sau đó nhấp chuột tạo điểm neo thứ nhất, nhấp chuột tại vị trí muốn tạo điểm neo tiếp theo. Như vậy chúng ta đã hoàn thành vẽ một nét thẳng. Đối với nét cong là dạng nét có hai điểm neo, trong đó có ít nhất một điểm neo dạng nhẵn, smooth. Để vẽ nét này, chúng ta chọn Pen Tool, sau đó nhấp chuột tạo điểm neo vị trí thứ nhất. Ấn giữ và rê chuột tại vị trí muốn tạo điểm neo tiếp theo, cho đến khi xuất hiện thanh cần để điều chỉnh độ cong của đường path theo ý muốn. Trong thao tác vẽ, đôi khi chúng ta sẽ muốn tiếp tục vẽ một nét khi đã bỏ chọn. Phần mềm cung cấp cho chúng ta tính năng này trong công cụ Pen Tool. Để thực hiện, tiến hành chọn công cụ Pen Tool. Sau đó nhấp vào điểm neo ở đầu mút của nét đã vẽ. Thao tác với Pen Tool như hướng dẫn. Lưu ý rằng chúng ta phải nhấp vào điểm neo ngay đầu mút của nét đã vẽ để có thể vẽ tiếp tục một nét mới. Để vẽ những nét vẽ theo ý muốn thì chúng ta cần phải xác định chính xác loại điểm neo và vị trí điểm neo cho nét vẽ. Tuy nhiên, sau khi đã vẽ, nếu cần điều chỉnh nét vẽ thêm thì có thể sử dụng các tính năng như di chuyển điểm neo, điều chỉnh thanh cần như hướng dẫn sử dụng công cụ Direct Selection. Giả sử tôi có một nét vẽ như sau. Sau khi vẽ nét vẽ này, tôi nhận thấy nó không đạt yêu cầu như tôi mong muốn. Tôi tiến hành sử dụng công cụ Direct Selection để chọn trên chi tiết. Lúc này sẽ xuất hiện các điểm neo dạng smooth và các thanh cần. Tôi tiến hành điều chỉnh vị trí và độ dài của thanh cần để được nét cong theo ý muốn. Và bây giờ là một ví dụ nữa, tôi tiến hành vẽ các nét xoắn trôn ốc bằng công cụ Pen Tool. Lúc này các nét vẽ không như ý muốn của tôi. Tôi tiến hành sử dụng công cụ Direct Selection để điều chỉnh các dạng điểm neo bằng cách điều chỉnh vị trí điểm neo và độ dài thanh cần. Sau khi đã điều chỉnh hình dạng của nét vẽ theo ý muốn, tôi tiến hành kết hợp với một công cụ đã học ở bài trước, đó chính là Windows Stroke. Tôi mở Windows Stroke. Và tại đây tôi sẽ điều chỉnh nét vẽ của mình thành dạng nét có một đầu to và một đầu nhỏ.
Như vậy tôi đã tiến hành vẽ và điều chỉnh xong một nét tương tự như hình dạng tua cuốn ở thực vật. Khi chúng ta đã có một nét vẽ, chúng ta hoàn toàn có thể thêm những điểm neo mới hoặc xóa bớt đi những điểm neo cũ bằng công cụ Add Anchor Tool và Delete Anchor Tool. Đây là ví dụ, tôi sử dụng công cụ Pen Tool để tạo một nét cong. Sau đó tiến hành sao chép chi tiết này thành 3 chi tiết giống nhau. Như các bạn có thể thấy, trên mỗi nét vẽ gồm có 1, 2, 3, 4, 5 điểm neo. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành thêm và xóa điểm neo. Nhấp chọn công cụ Add Anchor Tool. Sau đó nhấp vào vị trí muốn thêm điểm neo trên đường bát. Hoặc để xóa điểm neo, chúng ta tiến hành chọn Delete Anchor Tool. Nhấp vào điểm neo muốn xóa trên đường bát. Và tương tự, chúng ta cũng có thể điều chỉnh dạng điểm neo từ dạng nhẵn sang dạng mút hoặc ngược lại bởi tính năng Convert Anchor Tool hoặc nhấn phím tắt Shift cộng C. Ngoài ra, trong khi thực hiện thao tác vẽ, chúng ta muốn nối liền các đường path riêng lẻ thì phần mềm cung cấp cho chúng ta một tính năng, đó chính là công cụ Join. Cách sử dụng như sau, chọn hai đường path bằng Selection Tool. Sau đó nhấp chuột phải và chọn Join. Khi các nét vẽ được tạo ra không có độ nhẵn như mong muốn, chúng ta cũng có thể điều chỉnh bằng công cụ Smooth. Smooth Tool là một công cụ thuộc nhóm Pencil trên Panel Tool. Đầu tiên, chúng ta chọn đường path bằng Selection Tool. Sau đó chọn Smooth Tool. Chúng ta tiến hành ấn giữ và rê chuột trên đường path cần làm nhẵn. Như vậy là đã thực hiện thành công thao tác làm nhẵn đường bát. Nội dung của video đến đây là kết thúc. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công. Xin chân thành cảm ơn và xin trân trọng kính chào.